Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: đây là huấn lệnh của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không ai có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống mình vì bạn hữu. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không gọi các con là tôi tớ vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con nhân danh Cha, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Ngài sẽ ban cho các con. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, các riêng đội tân hôn, anh Patricio và chị Marta thì tôi hiện diện và dâng lễ hôn phối hôm nay ở đây là do tôi với gia đình anh chị Tiến Cường như là một người nhà trong gia đình. Hơn nữa, thầy Vinh là người ông trong gia đình, là người thầy dạy tôi từ khi tôi còn bé để tôi được xưng tội và rước lễ ở tà Nghĩa Lâm Tùng Nghĩa trước năm 1975. Thế nên tôi có mối liên hệ, và tôi được Cha quản hạt chánh xứ Thái Lạc cho tôi dâng thánh lễ ngày hôm nay chứng hôn cho con cái trong gia đình. Khi dọn bài chia sẻ này, tôi nghĩ đến mầu nhiệm Giáng sinh mà trong suốt những ngày vừa qua chúng ta đang mừng kính mầu nhiệm nhập thể. Và nếu ai đi tham dự những thánh lễ của những ngày vừa qua, chúng ta được nghe thư của Thánh Gioan Tông Đồ. Ngài được đọc, chọn đọc trong những dịp lễ Giáng sinh với lá thư thứ nhất của Ngài. Với Gioan Tông Đồ, chúng ta nhận ra trong lá thư thứ nhất mà chúng ta nghe đọc trên những ngày này dạy cho chúng ta những bài học thật phong phú, nhất là trong hành trình của mỗi người chúng ta là Kitô hữu. Khi chúng ta sống trong đời sống gia đình mà hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ hôn phối cầu nguyện cho con cái, cho bạn bè, cho cháu chắt, cho người thân của chúng ta, tôi xin cùng với bà anh chị em và đặc biệt với đôi tân hôn chúng con tìm ra nơi bản văn của Thánh Sử Gioan cách sống và bài đọc một số những bài đọc, bài học, bài thực hành trong đời sống gia đình của mình. Trước tiên, nơi Thánh Sử Gioan, chúng ta thấy Ngài sống trong vẹn mầu nhiệm nhập thể. Ngài đã để cho Hài Nhi Giêsu đi vào trong lịch sử của cuộc đời mình, đi sâu vào đỉnh độ. Trong thư thứ nhất mà giáo hội cho chúng ta nghe trong những ngày qua, Ngài đã xác tín rằng lời hằng sống mà Đức Giêsu chúng tôi đã nghe, đã sờ thấy, đã cùng ăn cùng uống, nay tôi loan báo cho anh chị em. Như vậy Thánh Gioan đã hoàn toàn tự do để cho Thầy Giêsu đi vào trong lịch sử của cuộc đời mình để biến đổi cuộc đời của Ngài. Từ lúc ấy, Gioan không còn là người trai lưới bình thường ở bờ hồ Tiberia với cha mình và các bạn đồng nghiệp, nhưng là người thuộc về Đức Giêsu Kitô để trở nên người lưới người như lưới cá. Từ việc để cho Hài Nhi Giêsu bước vào trong cuộc đời của mình, thánh nhân đã được hiệp thông
hiệp nhất và sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Và đó cũng là kinh nghiệm mà điều mà Thánh Gioan muốn cho chúng ta sống trong đời sống gia đình của chúng ta. Mà hôm nay tôi mượn Thánh Gioan trong lá thư, trong cách sống của Ngài để tôi ngỏ lời với ông bà anh chị em là những bậc làm cha làm mẹ đang sống trong đời sống gia đình, và cách riêng là đôi tân hôn hôm nay, để chúng ta bước vào trong đời sống gia đình với Gioan Tông Đồ. Trước tiên chúng ta hãy hiệp thông với nhau. Hiệp thông có nghĩa là tham dự, là chia sẻ, là trao ban, là lãnh nhận. Sự hiệp thông đầu tiên chúng ta phải có đó là sự hiệp thông với Thiên Chúa, để chúng ta được tham dự và chia sẻ sự sống của Thiên Chúa, để cho người tự do đi vào và can thiệp trong lịch sử của cuộc đời chúng ta. Sau đó chúng ta hiệp thông với tha nhân, với anh chị em, với những người trong gia đình mình đang sống. Đặc biệt là sự hiệp thông giữa chồng và vợ, giữa cha mẹ và con cái, để cuộc sống gia đình của mỗi người đâm thấm tình yêu của sự chia sẻ, trao ban và lãnh nhận trách nhiệm theo vai trò và trách nhiệm mà mình đã đảm nhận. Nơi mỗi gia đình có sự hiệp thông này, chắc chắn chẳng bao giờ mất đi sự hạnh phúc, hòa thuận. Vì khi được chia sẻ, trao ban và lãnh nhận, mỗi người sẽ đi vào trong lịch sử của nhau để cảm thông, để yêu thương, để cùng nhau đảm nhận trách nhiệm và bổn phận mà bậc sống chúng ta đã chọn. Tôi nghĩ rằng khi sống trọn vẹn sự hiệp thông này giữa người chồng và người vợ, giữa cha mẹ và con cái, chúng ta đi vào trong lịch sử của nhau, của cuộc đời nhau. Và khi chúng ta cùng nhau đi vào trong lịch sử của cuộc đời nhau thì không còn có chuyện chia rẽ, không còn có chuyện đố kỵ, không còn có chuyện tan rã, ly thân hay ly dị. Điểm thứ hai kế đến là hiệp nhất. Hiệp nhất là nên một trong suy nghĩ, trong lời nói và trong hành động của mình với đối tượng mà mình yêu thương. Tôi nghĩ rằng đối tượng của ông bà yêu thương đó là con cái, đó là người vợ, đó là người chồng. Và khi cử hành bí tích hôn nhân rồi thì cái đối tượng yêu thương của chúng ta là người vợ, người chồng, không còn đối tượng nào khác. Tôi nghĩ rằng anh Patrick Steele và chị Martha mình ngày hôm nay không còn đối tượng nào khác để có thể yêu thương, để có thể trao thân gửi phận, mà là cái đối tượng mà hôm nay mình bắt tay để mình đọc lên lời cam kết. Và như vậy sự hiệp nhất này nó mang lại cho chúng ta biến suy nghĩ, lời nói, hành động của mình là suy nghĩ và lời nói, hành động của Chúa. Hiệp nhất với Chúa, hiệp nhất với anh chị em của mình, hiệp nhất với người vợ, người chồng, để cả hai trở nên một. Mà trong Kinh Thánh chúng ta đã nghe quá quen câu này: cả hai sẽ nên một xương một thịt. Và như thế không còn một sức mạnh, không còn một mãnh lực nào có thể chia rẽ hay phá tan được sự hiệp nhất này. Bởi vì nơi người chồng, người vợ, nơi cha mẹ và con cái đã gắn kết với nhau, và suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta là suy nghĩ và lời nói, hành động của Thiên Chúa, của Đức Giêsu Kitô. Mà Đức Giêsu Kitô muốn cái gì, muốn điều mà Gioan nói ngày hôm nay: các con hãy trở nên một, bởi chính Thầy đã chọn các con, đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, để hoa trái các con tồn tại. Thế nhưng ông bạn chị em sẽ nói với tôi rằng: thưa cha, không dễ đâu, bởi vì cha đi tu, cha là linh mục, cha đâu có sống đời sống gia đình đâu mà cha biết hiệp thông khó lắm chứ. Đôi khi nhìn mặt nó cũng khó chịu lắm, nói đến hiệp nhất mà về nhà mặt nó cứ sưng ra và cứ xây ra như bánh bao buổi chiều thì làm sao mà hiệp thông hiệp nhất được. Tôi mách cho ông bạn chị em một bí quyết để có thể gìn giữ được sự hiệp thông hiệp nhất này trong gia đình,
Tôi mời gọi ông bà anh chị em và cha mời gọi chúng con tìm về cái cội nguồn của Thiên Chúa. Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Như thế để có thể giữ mãi và giữ trọn vẹn sự hiệp thông hiệp nhất này, mỗi người chúng ta phải tìm về cội nguồn là tình yêu của Thiên Chúa. Và chính mỗi người chúng ta sống tình yêu như Hài Nhi Giê-xu đã sống. Một tình yêu luôn tự hủy, không biết tính toán, phục vụ không biết mệt mỏi, tha thứ không bao giờ biết đến số lần, và hy sinh không bao giờ quản ngại và kể công. Tôi mời gọi ông bà anh chị em, cho mời gọi chúng con chiêm ngắm Hài Nhi Giê-xu sống tình yêu đến một cách rất trọn vẹn. Một tình yêu mà không bao giờ ngày tính toán, một tình yêu mà không tha thứ, không bao giờ biết mệt mỏi. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cảm nhận được điều này để Ngài nói rằng Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta không biết mệt. Chỉ có chúng ta mệt thì chúng ta đến với Thiên Chúa. Cho nên từ đây, như thế chúng ta có thể sống trọn vẹn mầu nhiệm nhập thể như Thánh Gioan đã sống, đã cảm nghiệm trong cuộc sống của mình. Từ khi chúng ta gặp được Hài Nhi Giê-xu và chúng ta đưa Hài Nhi Giê-xu và tình yêu của Ngài vào trong gia đình của chúng ta. Và khi có tình yêu của Hài Nhi Giê-xu, của Thiên Chúa trong gia đình của chúng ta, thì sự hiệp thông và hiệp nhất kia không bao giờ mất được. Tôi nghĩ rằng đơn sơ trong bài chia sẻ của tôi, để tôi gợi lên trong ông bà anh chị em đã bậc làm cha làm mẹ đã sống đời sống gia đình, nếu chẳng may một đôi khi chúng ta bị mất đi sự hiệp thông này, chẳng may một khi chúng ta mất đi sự hiệp nhất, chúng ta chia rẽ vì khó chịu với chồng, khó chịu với vợ, thì tôi mời gọi ông bà anh chị em tìm lại cái cội nguồn đó là tình yêu, để chúng ta làm mới và chúng ta làm lại trong gia đình của chúng ta sự hiệp thông và sự hiệp nhất. Và trong đời sống của gia đình với hai đôi bạn trẻ, Trang nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân nó sẽ có những thách đố, nó sẽ có những cái thử thách, sẽ có những cái khó khăn. Và chính những cái khó khăn, cái thử thách đấy chúng ta chỉ có thể vượt qua được khi chúng ta đổ đầy vào đó tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta tìm về cội nguồn tình yêu đấy, để chính tình yêu của chúng ta được nuôi dưỡng bởi tình yêu của Đức Giê-xu Kitô. Cha cầu nguyện cách riêng cho các con đôi tân hôn hôm nay, chúng con sống trọn vẹn mầu nhiệm nhập thể như Thánh Sử Gioan. Chúng con luôn biết hiệp thông hiệp nhất và sống trong tình yêu của đời sống gia đình. Anh Patrick Siêu, với tên của anh, theo có nghĩa là hiếu. Cha nghĩ rằng con sẽ hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, hiếu đế với anh chị em, với mọi người trong gia tộc và huyết tộc, không phải chỉ là gia tộc huyết tộc của mình, mà bắt đầu ngày hôm nay gia tộc huyết tộc của bên vợ. Ước gì tên của con cũng gắn liền với ý nghĩa mà con sẽ sống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, hiếu đế với anh chị em, và cũng sống hiếu với vợ nữa. Sống hiếu với vợ không phải là giống như bố mẹ của mình, nhưng mà khi chúng ta sống hiếu với vợ của mình, có nghĩa là chúng ta yêu thương tự hủy chính mình cho vợ con của mình, để chúng ta xây dựng một gia đình thực sự là gia đình hạnh phúc, chiêm ngắm gia đình thánh gia. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, và cách riêng chúc lành cho đôi tân hôn ngày hôm nay. Amen.